Những ngày qua, Bình Dương đã xuất hiện mưa lớn kèm theo dông, lốc làm cây xanh ngã đổ vào đường dây, gây mất điện và nguy cơ xảy ra tai nạn điện trong nhân dân. Để chủ động phòng ngừa sự cố tai nạn điện có thể xảy ra, ngành điện lực Phú Giáo đã chủ động tăng cường, đảm bảo an toàn và vận hành ổn định lưới điện trong mùa mưa bão. Điện lực Phú Giáo đang quản lý vận hành hệ thống một trạm biến áp 80 MVA, 1.554 trạm biến áp phân phối cùng 1.056 km đường dây trung hạ thế. Với mục tiêu vận hành lưới điện an toàn, hạn chế tối đa các sự cố trong mùa mưa bão, Điện lực Phú Giáo đã phối hợp các đơn vị có liên quan, các địa phương tập trung cao nhất cho công tác kiểm tra, xử lý an toàn hành lang lưới điện. Trong mùa mưa bão thì Điện lực Phú Giáo đã chủ động thực hiện tăng cường nhân lực để phát quang. Cái công tác phát quang này là được chúng tôi thực hiện thường xuyên hàng ngày. Đối với nhà ở công trình thì là điện lực chúng tôi thường xuyên kiểm soát, kiểm tra và xử lý ngay, phối hợp chính quyền địa phương xử lý ngay các trường hợp mà có dấu hiệu xây dựng nhà ở công trình biển quảng cáo, xử lý ngay không để xảy ra sự cố cho lưới điện. Trong mùa mưa bão, Điện lực Phú Giáo đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động khách hàng, cảnh báo các hành vi bị nghiêm cấm, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm an toàn điện để tạo sức răn đe trong cộng đồng. Nhờ đó, đến nay, ngành điện Phú Giáo chưa phát hiện trường hợp công trình nhỏ nào vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Từ đầu năm đến nay, chưa xảy ra sự cố đường dây hay tai nạn điện trong dân. Song cũng như nhiều địa phương khác, vấn đề Phú Giáo đang gặp hiện nay chính là nguy cơ phát sinh sự cố từ cây xanh có nguy cơ ngã đổ vào đường dây dẫn điện cao áp. Năm trước, nói chung là cũng có đề nghị, bên cũng có đi vận động tới những cái hộ dân. Mình cũng có phối hợp, nói là mình sẽ hỗ trợ để phát quang, nhưng mà người ta không chịu. Cái thứ hai nữa thì vừa rồi thì doanh nghiệp cũng có cái đơn gửi đến chính quyền địa phương đó, nhưng mà gặp những cái hộ dân này thì chúng tương đối cũng khó. Đặc thù ở huyện Phú Giáo này thì người dân sống đa phần là bằng nghề nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, do đó thì cái lưới điện của trên địa bàn huyện Phú Giáo bị ảnh hưởng bởi cây công nghiệp sống trồng trong hành lang và cũng như gần hành lang lưới điện. Các cái đa phần thì các cái sự cố xảy ra là do cây vi phạm hành lang tạo lưới điện trên địa bàn. Cây cối chiếm trên 80% các cái vụ sự cố mà xảy ra trên lưới điện Phú Giáo. Ngành điện khuyến cáo khi có mưa bão, người dân ngắt nguồn điện tại nơi dễ bị ngập nước hoặc ẩm ướt, không đến gần khi trụ điện đổ hoặc dây điện bị đứt mà phải báo cho ngành điện hoặc chính quyền địa phương. Ngành điện rất cần sự chung tay đồng thuận của người dân trong đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành điện xuyên suốt và lâu dài.